Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cà Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu giữa Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và Kỳ Dương 2019 Uông Dương Bắc. Nhưng trước tiên mời các bạn thưởng thức gián cờ giữa Nam Phương Công Tử và vua cờ Úc Việt Nam Trần Hữu Bình. Biên bản gián 1. Chứ 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 Pháo 7, bình 8. Cho đến đây thì bên đen không còn đường nào chống đỡ, cho nên Trần Hữu Bình đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn thưởng thức gián 2, Uông Dương Bắc.
吃 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 将军。将军。 将军。
吃 将军 吃，将军。 将军。 Sĩ 4 tấn 5. Chơi đến đây hai kỳ vương Việt Nam đã bắt tay nhau hòa. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ của năm phương công tử Lệ Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.